Trần Văn Thành kháng Pháp ở Bảy Thưa. Trần Văn Thành, còn được gọi là Quảng Cơ Thành hay Đức Cố Quảng. Ông là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa trong lịch sử Việt Nam. Trần Văn Thành sinh năm 1820, trong một gia đình trung nông ở ấp Bình Phú, làng Bình Thạnh Đông, Tổng An Lương, quận Phú Hạ, tỉnh Châu Đốc, nay thuộc ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ông trưởng thành và hoạt động dưới triều đại vua Thiệu Trị và Tự Đức từ khoảng năm 1841 đến 1873. Năm 1840, Trần Văn Thành gia nhập quân đội nhà Nguyễn, giữa lúc Nặc Ông Đôn, em vua Cao Miên nhờ có Xiêm La giúp sức đã khởi quân chống lại cuộc bảo hộ của triều đình nhà Nguyễn. Nhờ có sức khỏe, giỏi võ nghệ lại thông thạo chữ nghĩa nên ông được cử làm suất đội, chỉ huy khoảng 50 lính, từng đóng quân ở Chân Lạp. Dưới thời vua Thiệu Trị, Trần Văn Thành từng đem quân đánh dẹp quân nổi dậy ở Láng Cháy. Năm 1845, sau khi lập được nhiều công lao, ông được thăng làm chánh quản cơ, coi 500 quân, đóng quân ở Châu Đốc để giữ gìn biên giới phía Tây Nam. Năm 1846, khi Nặc Ông Đôn quy phục nhà Nguyễn, Trần Văn Thành giải ngũ rồi cùng gia đình đến cư ngụ tại khu vực chùa Huê Viên, nay thuộc xã Phú Bình, huyện Phú Tân. Tháng 2 năm 1861, Đại Đồn Chí Hòa thất thủ, quân Pháp lần lượt đánh chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Vua Tự Đức liền ra lời kêu gọi các sĩ dân nơi đây cùng hợp tác chống quân xâm lược. Hưởng ứng lệnh vua, Trần Văn Thành trở lại đội ngũ. Sau khi việc chuộc lại 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ thất bại vào năm 1865, Phan Thanh Giản được cử làm kinh lược sứ 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Do sức ép của Pháp, triều đình lệnh cho Phan Thanh Giản phải lùng bắt Thiên Hộ Võ Duy Dương, nên Phan Thanh Giản đã phái Trần Văn Thành thực hiện nhiệm vụ này, nhưng ông chỉ làm cho có. Ngày 20 tháng 6 năm 1867, quân Pháp chiếm thành Vĩnh Long. Sau đó một đoàn tàu chiến do Trung tá Hải quân Pháp cầm đầu tiến lên uy hiếp thành Châu Đốc, buộc Tổng đốc Phan Khắc Thận phải đầu hàng. An Giang mất ngày 22 tháng 6 năm 1867. Để cứu nguy nước nhà, Trần Văn Thành tự tổ chức dân binh ngăn quân Pháp. Các anh em, nay người Pháp đã chiếm trọn Nam Kỳ, chúng ta không thể trông mong vào triều đình chống Pháp nữa. Chúng ta phải tự đứng lên chống Pháp, phải đuổi bọn chúng ra khỏi Nam Kỳ, ra khỏi Đại Nam. Đúng vậy, phải đuổi hết người Pháp ra khỏi Nam Kỳ. Triều đình quế dân Nam Kỳ cho Pháp, chúng ta phải tự đứng lên chống Pháp. Ở Kiên Giang, Gia Định, Mỹ Tho đều có người nổi lên chống Pháp. Họ cũng như chúng ta, phải đứng lên, phải đánh đuổi người Pháp. Quản Cơ Trần, anh đã tham gia quân đội của triều đình nhiều năm, lại đã từng tham gia đánh quân Xiêm cùng tướng Nguyễn Tri Phương. Nay chỉ cần anh đứng lên dẫn dắt, tất cả chúng tôi sẽ một lòng theo anh chống Pháp. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi đi theo Quản Cơ Trần. Chúng tôi đi theo Quản Cơ Trần đánh Pháp. Mọi người hãy nghe tôi nói, muốn đánh đuổi được Pháp thì phải chống phá việc thiết lập bộ máy thống trị của giặc, phải trừng trị bọn tay sai hương chức làm việc cho Pháp, đồng thời tấn công các toán quân Pháp. Ở mỗi nơi các nghĩa quân đều làm như vậy sẽ tiêu hao sinh lực địch, dần dần là một cuộc tổng tấn công trên toàn Nam Kỳ thì sẽ đuổi được hết quân Pháp thôi. Quản Cơ, vậy chúng ta hãy mau chóng lên kế hoạch đánh Pháp thôi. Việc này có nóng cũng không thể vội. Chúng ta phải tập hợp lực lượng, thăm dò tình hình của giặc trước. Khi nắm được thời cơ thì mới đánh, như vậy mới chắc thắng. Quản Cơ Trần, tôi tới muộn. Giữa đường tôi gặp phải một toán lính Pháp đi lùng bắt những người chống đối họ. Anh tới muộn làm chúng tôi rất lo lắng. Thôi được rồi, tới là tốt rồi. Tình hình thành An Giang thế nào, anh mau nói cho mọi người biết đi. Quản Cơ Trần, các anh em, mọi người cùng xem cách bố phòng thành An Giang của địch. Người Pháp cho lính canh gác ở chỗ này, chỗ này và cả ở đây nữa. Trên giọng gác này luôn có lính canh giữ ngày đêm rất cẩn mật. Còn cửa phía Tây thì quân mỏng hơn. Nếu chúng ta tấn công vào cửa phía Tây thì có thể xâm nhập vào thành hay không? Đúng vậy, chúng ta sẽ đưa quân tấn công vào những điểm canh phòng lỏng lẻo của địch, nhất định sẽ hạ được thành. Quản Cơ Trần, hãy phân công cụ thể đi. Vậy giờ tí đêm nay chúng ta hành động. Tôi và anh đưa người tấn công trực diện vào cửa phía Tây thành. Anh dẫn quân chặn hậu, còn anh đưa quân bao vây phía này. Thank you.
Tháng 6 năm 1868, thủ lĩnh Nguyễn Trung Trực đánh chiếm đồn Kiên Giang được mấy ngày thì bị quân Pháp tổ chức phản công. Lập tức Trần Văn Thành cho quân cản địch ở Ba Bần, Trà Kênh để ngăn cản tàu chiến Pháp đi tái chiếm tỉnh Lỵ Rạch Giá. Cuộc cản phá thất bại, Nguyễn Trung Trực rút quân ra Hòn Chông, còn Trần Văn Thành thì dẫn lực lượng của mình vào Láng Linh dựng trại, khẩn hoang làm ruộng, luyện quân và rèn đúc vũ khí để chuẩn bị làm cuộc đánh đuổi ngoại xâm. Uy thế của ông ngày càng mở rộng. Các anh em, thực dân Pháp ngày càng hống hách ngông cuồng. Chúng ở trên đất của ta mà cướp của dân ta. Chúng bắt chúng ta trồng cây trên đất rừng của ta để phục vụ cho bọn chúng. Chúng đang từng ngày, từng giờ bóc lột dân ta. Chúng ta là những người dân đất Việt. Chúng ta không thể ngồi yên để giặc ức hiếp đồng bào ta. Quản Cơ Trần nói đúng. Phải đánh đuổi bọn chúng ra khỏi Nam Kỳ. Nhưng bọn chúng quá mạnh. Quản Cơ Trần, lần trước tấn công vào thành An Giang đã có không ít các nghĩa binh mất mạng. Người thì rơi vào tay giặc chịu cảnh tù đầy nơi đảo xa. Chúng ta phải báo thù cho những người anh em của chúng ta. Đúng vậy. Không những chúng ta phải bắt bọn người Pháp kia đền mạng cho những người anh em của chúng ta, mà còn phải rửa hận cho đất nước này. Nhưng đúng là chúng quá mạnh. Mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta cứ tấn công chúng như những lần trước thì khó mà bảo toàn lực lượng. Tôi đã suy tính kỹ. Từ đây, chúng ta sẽ phi chế thành nhiều đội, rút sâu vào cánh đồng Láng Linh. Quản Cơ, như vậy chúng ta có thể xây dựng một đồn lũy kiên cố ở rừng Bảy Thưa, vừa tích lương thực, vừa rèn đúc vũ khí, luyện tập võ nghệ. Kế hoạch của tôi là như thế. Các anh em thấy sao? Kế hoạch như vậy là rất tốt. Đúng vậy. Nếu như thế, thì nghĩa quân ta sẽ nhanh chóng lớn mạnh thôi. Đúng vậy. Sẽ nhanh chóng lớn mạnh thôi. Báo cáo đại úy. Có chuyện gì gấp? Mau nói tôi nghe. Thưa đại úy, sau thất bại trên đồn An Giang, đám quân của Trần Văn Thành càng ngày càng mạnh. Mấy tên Tây Sai người Việt đã lần tìm ra căn cứ của bọn chúng ở cánh rừng Bảy Thưa. Tại đó, bọn chúng xây dựng đồn lũy khá kiên cố. Uy danh của Trần Văn Thành càng ngày càng mở rộng, quy tập nghĩa quân càng ngày càng đông. Chúng còn phiên chế thành nhiều đội, tích cực luyện tập ngày đêm. Đến nay, quân của chúng đã lên hơn 1.000 người. Có chuyện đó sao? Vậy thì ta phải nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng, chưa để lâu ngày càng thêm nguy hiểm. Đúng vậy thưa đại úy, phải sớm tiêu diệt bọn chúng thì châu đốc mới yên được. Căn cứ của chúng ta đã bị lộ rồi, phải chủ động tấn công địch trước khi chúng đem quân tới đây. Mặc dù lực lượng của ta hiện nay đã lớn mạnh hơn nhiều so với hội đánh đồn An Giang, thế nhưng tôi vẫn e ngại quả lực của địch. Chỉ bằng chúng ta ém binh thêm một thời gian nữa rồi quyết chiến sống mái với địch. Nhưng bọn chúng đã đánh hơi ra căn cứ của chúng ta rồi. Nếu không tấn công chúng trước, chờ khi chúng đánh tới đây thì quân ta sẽ bị động. Chúng ta đã có hệ thống đồn lũy kiên cố, nghĩa binh lực lượng đông và đều đã được luyện tập. Chỉ cần chúng ta bố phòng nghiêm ngặt và có chiến thuật thì khi chúng tới đây chỉ có đường vào, không có đường ra. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Tôi đã tham khảo các cuộc chống phá của các nghĩa quân khác. Đồng thời tùy thuộc vào tình hình quân ta và quân giặc ở châu đốc, tôi quyết định lực lượng nghĩa quân của ta sẽ lấy danh hiệu là đội binh gia nghị, tiến hành tấn công vào các căn cứ của giặc xung quanh căn cứ Bảy Thưa. Với lực lượng mỗi ngày một phát triển, Trần Văn Thành đã tổ chức nhiều trận đánh úp chặn giặc Pháp trên đường hành quân. Đồng thời nghĩa quân cũng mở ra các cuộc tập kích bất ngờ vào đồn địch, khiến quân Pháp lúng túng đối phó. Có chuyện gì? Tiếng súng kia là ở đâu? Thưa đại úy,
quân của Trần Văn Thành đã tới rồi ạ. Mau, mau ra giết hết bọn chúng cho ta. Tuân lệnh đại úy. Bông xuân kia, nhanh chóng tới đường sông Nghệ. Có chuyện gì mà cậu gấp gáp như vậy? Bình tĩnh rồi nói. Quản cơ, quân Pháp từ Long Xuyên Châu Đốc hành quân đổ bộ vào sông Hậu, rồi dùng ghe thuyền tiến vào rạch Mặt Cần Đưng, tấn công chiếm đồn dòng Nghệ. Chúng dám tới địa bàn của ta sao? Phen này chúng ta phải cho chúng biết thế nào là người Nam chống Pháp. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ạ? Cậu mau triệu tập mọi người, tôi phổ biến kế hoạch tác chiến. Rõ. Thưa đại úy, quân ta ở đồn Sọc Nghệ bị đám quân của Trần Văn Thành bao vây, không thể tiếp tế lương thực vào đồn được. Bọn chúng thật to gan. Đại úy, vừa hết lương thực, đạn dược cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, thì e rằng quân ta... Cậu hãy dẫn theo một nhóm người tới giải cứu đồn Sọc Nghệ. Cứ bảo toàn lực lượng trước, còn đám Trần Văn Thành kia, ta sẽ sớm tiêu diệt bọn chúng. Rõ. Đám loạn quân Trần Văn Thành kia, nếu chỉ dùng súng đạn thì khó mà khuất phục được chúng. Bọn chúng không sợ chết. Đại úy có cách gì sao? Ta đã đọc nhiều sách về lối sống của con người phương Đông, trong đó có người Việt Nam. Tính cách của họ rất khó có thể khuất phục bằng vũ lực, nhưng có những kẻ lại dễ dàng quỳ gối vì bổng lộc danh vọng. Đại úy muốn dùng cách mua chuộc Trần Văn Thành. Đúng vậy, hãy cho gọi Tôn Thọ Tường để hắn đi mua chuộc Trần Văn Thành. Người Việt đối phó với người Việt sẽ có nhiều cách hơn chúng ta. Thiếu chi kẻ anh hùng lỗi lạc cũng phục tùng mà hộ quốc tùy dân. Còn như mình triết bảo thân thì thối độn mà an sanh lạc nghiệp. Có chăng phường đạo kiếp bày ra chuyện mộ quân, ấy là trước kiếm tiền, ấy là mưu trốn sự. Kiếm chỗ vắng mà bắt lính, mà đòi lương tở mở. Khoe tài trong rừng bụi, khen cho hay múa gậy rừng quang. Lừa hồ cơ mà phất cờ giống trống nhộn nhàng. Muốn địch với quân binh, với chẳng khác bắt cầu qua biển cả. Tôn Thọ Tường kia, đúng là loại người không biết xấu hổ, không biết thế nào là tự tôn. Hắn ôm chân người Pháp mà còn đi khuyên người khác đầu hàng giặc giống như hắn ta sao? Đúng vậy. Hắn nghĩ người khác cũng hèn nhát, tham của như hắn sao? Đúng là kẻ không biết nhục. Quản cơ Trần, phải đáp trả lại thư khuyến dụ này như thế nào đây? Nếu chúng có thể mua chuộc được ta, thì ta đã theo chúng từ khi nghĩa quân thất bại hồi đánh thành An Giang rồi. Ta chống Pháp không phải là vì bản thân ta, ta chống Pháp là vì lòng tự tôn dân tộc. Điều này nhất định những kẻ tay sai như Tôn Thọ Tường kia không có. Đúng vậy. Những kẻ như Tôn Thọ Tường lãnh binh tấn thì làm sao mà có lòng tự tôn dân tộc kia chứ? Bọn chúng là một lũ hèn nhát, một lũ bán nước cầu dinh. Ta sẽ biên thư lại cho bọn chúng, phải cho bọn chúng thấy rõ chúng ta căm thù bọn giặc xâm lược và tay sai như thế nào. Các người xem các người làm việc như vậy có được hay không? Chỉ có mấy tên nông dân nổi dậy mà cũng không dẹp được. Đến nay chúng đã mọc như nấm sau cơn mưa, các người tính sao đây? Ngài đại quý, quân của Trần Văn Thành vừa đông vừa mạnh, bọn chúng ẩn nấp rất kỹ, cho nên là... Mới cách đây mấy ngày, ông bảo nhất định sẽ chiêu dụ được Trần Văn Thành. Giờ thì sao? Ông mau nói đi! Thưa đại úy, chi bằng dốc toàn lực đánh dẹp căn cứ Bảy Thưa kia đi. Chúng ta có vũ khí tối tân, quân đội thiện chiến thì lo gì không dẹp được bọn chúng.
không thể chiêu dụ được Trần Văn Thành thì đúng là phải dùng cái súng ống đạn dược, phải tóm sạch bọn chúng. Hiện nay cả ta và địch đều dùng súng lựu đạn, nhưng cũng không phải không có lúc phải đánh giáp lá cà. Khi đó nếu tăng cường tập luyện võ nghệ thì có thể ứng phó với giặc. Các anh em hãy cố lên. Quản cơ Trần, có tin mới, có tin mới. Có tin gì gấp sao, mau nói đi. Quản cơ, quân Pháp đã điều động lực lượng vũ trang có quy mô lớn. Chúng điều động lính Mã Tà từ Cần Thơ và Long Xuyên, chia làm hai cánh quân do Trần Bá Tường và Phó Quản Hiếu chỉ huy. Chúng còn huy động nhiều tàu chiến và vũ khí hiện đại để tấn công vào căn cứ của ta. Nhanh chóng đưa tin cho các cánh quân của ta, phải ngăn chặn từng bước tiến của giặc. Tuân lệnh. Giữa tháng 3 năm 1873, quân Pháp đổ bộ xuống đánh đồn Dòng Nghệ và Hàng Tràm, sau đó tập trung lực lượng tấn công căn cứ Bảy Thưa. Chỉ huy Trần Văn Thành cùng nghĩa binh ngoan cường chống trả quyết liệt để bảo vệ đồn Lũy. Quân Pháp tới rồi, mau tìm chỗ nấp. Quân Pháp tới rồi, mau tìm chỗ nấp. Mà bắn chúng, bắn chúng đi. Mau tìm tới đại bản doanh báo tin cho quản cơ Trần. Rõ. Thưa quản cơ Trần, bọn chúng chia làm hai cánh quân. Một cánh từ Rạch Mặt Cần Đưng tấn công đồn Dòng Nghệ. Cánh thứ hai từ Châu Đốc tiến xuống Bình Thạnh Đông tấn công đồn Hàng Tràm và đồn Hờ. Bọn chúng binh lực mạnh như vậy, e rằng... Quản cơ, giặc tiến đánh đồn Cái Môn, nghĩa quân ta lui về đồn Sơn Trung. Anh em ai nấy đều dũng cảm ngoan cường chống trả quyết liệt, nhưng đồn Sơn Trung cũng thất thủ rồi. Hả? Thất thủ rồi sao? Các anh em có thoát được hay không? Có bị thương nhiều không? Đội nhất năng tự sát, còn đội chính văn thì tử trận. Ông Trần Văn Chải bị thương ở đùi, không chạy được nên bị giặc bắt rồi ạ. Mau lệnh cho các anh em sẵn sàng chiến đấu, bọn giặc sẽ nhanh chóng tới đây thôi. Rõ. Phải đánh tan đồn Hưng Trung, tiêu diệt sạch căn cứ Bảy Thưa, để xem lần này Trần Văn Thành kia có thoát được không. Quân đâu? Bắn! Bắn chúng cho ta! Quản cơ Trần, ông không thể chết, nghĩa quân không thể thiếu ông được. Tôi không thể chiến đấu cùng anh em được nữa. Tôi phải đi rồi. Hãy dẫn dắt anh em, hãy dẫn dắt anh em đuổi giặc Pháp ra khỏi đất nước. Quản cơ Trần, quản cơ Trần! Ah!
Sau trận càn quét tháng 3 năm 1873, cuộc khởi nghĩa do Trần Văn Thành lãnh đạo thất bại. Tuy vậy, cuộc khởi nghĩa này đã cho thấy ý chí quật cường và truyền thống yêu nước bất khuất chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta. Để ghi nhớ công lao vị anh hùng dân tộc Trần Văn Thành, nhân dân trong vùng đã xây dựng đền thờ ông vào năm 1952. Đó là di tích Dinh Trung Sơn tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.